Welcome to Son Son TV channel everyone. Tối nay mình với chị Đại ăn cá hấp ha. Cá hấp với lại cuốn bánh tráng, chấm nước mắm với lại mắm nêm. Rồi cái steam lên nó bốc khói quá. Đây, hai con cá của mình ha, đang hấp. Đang hấp với lại có chút gừng á, gừng trong đó. Và đây là cá cá sa mình. Cá sa mình chiên ha mọi người. Rồi mình cũng cuốn với bánh tráng luôn. Anh muốn ăn ngay loại nào thì ăn. Đây cá sa mình của mình đây. Ngay đây đi. Ngon chưa? Chiên như thế này rất là mình cuốn với lại bánh tráng ăn cũng ngon lắm. Chấm với nắp mắm với lại mắm nêm. Ơi, buổi tối của mình sẽ là cá hấp gừng tỏi với lại cuốn bánh tráng chấm nước mắm ha, với rau sống nha mọi người. Kính mời mọi người dùng cá hấp nha mọi người. Cái này là cá cá này không biết kêu là cái gì ha, cá hấp ha. Rồi đây là cá salmon á, salmon chiên với tỏi. Chiên với tỏi và cuốn với lại rau và bánh tráng và nước mắm nha mọi người. Kính mời mọi người dùng cá hấp với tối nay với mình và chị Đại. Kính mời. Kính chào mọi người. Lâu quá mới là hôm nay tái ngộ. Tái ngộ. Hôm nay chị em mình ăn cá hấp nha. Cái này là cá hấp. Cái này cá salmon, salmon ướp tỏi. Tỏi với lại gia vị á, mình ướp mình chiên ha, mình cuốn với bánh tráng, không thể nào thiếu bánh tráng bánh tráng phơi sương của Việt Nam. Kính mời mọi người dùng với mình về chị Đại tối nay nha. Mọi người lá chiu, mọi người khỏe không? Lâu quá không có, mình không có làm phim, mới bắt đầu mà ăn xì rồi. Thứ nhất là mệt quá, đi làm về quải quá ha. Thứ hai nữa là mấy đứa nhỏ nó đi học ngày thường á, thành ra cũng về tối quá, thôi cũng vậy. Cá này ngon lắm nha mọi người, cá này mình mua ở chợ Mỹ á, mà nó ngon vậy đó. Ba cái rồi đó nha. Mình hấp á, mình hấp cá đó, cái mình làm nước sốt làm một chút giấm nè, chút giấm, chút rượu nấu ăn ha, với lại nước tương. Với lại cái loại mà seafood, cái loại gì mà để seafood, nó kêu là tương seafood á, đó. Pha vô. Cái này như cá rô phi. Phải không? Việt Nam. Việt Nam mình. Đúng rồi. Con cũng nghĩ vậy đó. Lâu lâu ăn cuốn cuốn vậy, cá mà ngon lắm. Không thể nào thiếu rau, bánh tráng và nước mắm. Kính mời mọi người dùng với mình và chị Đại tối nay nha. Nước mắm ngon. Nước mắm này mà ăn bánh cuốn thì ngon. Có gì vui không mọi người? Mới bữa rồi bị giật, đi chích ngừa đó. Nó giật quá, quậy quá, mệt quá trời mệt, chịu không nổi. Khoe bị chích từ bữa giờ mà nó vẫn còn, nó đau quá mọi người ơi, nó đau quá. Ai cũng nói mũi thứ nhì mới đau, mà này mình mũi đầu đã đau rồi, đau quá. Da thịt mà chích mà không đau thì sao được, đau quá chịu không nổi. Cá này ngon quá mọi người ơi. Sợ xương. Xương lắm. Xương lắm, ăn cẩn thận nha. Ăn cẩn thận, chỉ xương thôi. Xương nhiều.
Ở Việt Nam mọi người đã chích ngừa hết chưa? Hy vọng là mọi người đều có vaccine để chích ha. Nói nào ngay á, bên đây mình không có muốn chích đâu, nhưng mà là tại vì muốn đi chơi á, muốn mùa hè được đi chơi, được tung tăng đi đây đi đó. Giờ đi đâu á, người ta cũng hỏi mình là mình đã có vaccine chưa này kia ha. Còn không có là mỗi lần đi là phải test, mất công lắm. Ở đây mà đi là phải hẹn bác sĩ, rồi phải hẹn mà chích thôi, chẳng thà đi chích đi rồi cái nó cho mình tờ giấy đó, cái mình đi đâu mình cứ trình ra cho nó thôi, à, nó cứ là mình có chích ngừa rồi là ok. Mỹ mà cái gì cũng thấy có bằng chứng đó. Ờ, nên giật nếu được chị không hỏi. Ừ, mệt quá. Rồi cái tay á, không dở lên được. Cái tay là hôm nay đến ngày hôm nay, chứ tưởng bữa thứ ba ha. Tới hôm nay là đỡ lắm rồi. Ngày qua đời nhất. Còn ngày qua là mệt nhất. Ngày đầu mình mới đi chích về á, nó chỉ nhức cái tay thôi, nó không có mệt ha. Nhưng mà qua ngày thứ nhì rồi á, trời ơi, chịu không thấu. Chịu không thấu trời xanh. Những tiểu bang khác á, người ta đã được chích lâu rồi ha. Mà tiểu bang của mình đó, ngày 19 á, ngày 19 tháng 4 là ngày mà tất cả mọi người trong tiểu bang được quyền chích. Thành ra chích rồi thấy cũng đỡ. Lúc trước hạn chế cho mấy người già trước, như là giáo sư, trường học, y tá, bác sĩ. Cái dòng ăn gì ngon quá. Xà xương sương lắm á, ăn cẩn thận thôi. Cá hồi thì không sương. Cá đó cá hồi hả trời? Salmon là hồi hả? Cái nước sốt đó mọi người, mình pha chút giấm. Giấm mà giấm nấu ăn á. Pha chút giấm, pha chút rượu nấu ăn. Với lại nước tương ha. Nếu mà có cái loại nước tương mà để seafood á, tương seafood để làm cá đó, bỏ vô ngon lắm. Sợ sườn. Sương thiệt cái chứ. Sợ sương. Nó anh bận gì chứ mà anh cũng sương nè. Mấy bữa nay muốn làm phim lâu lắm rồi mà. Trời ơi, đi về quải quá. Rồi đã gì? Thời tiết nữa, bữa nóng bữa lạnh. Ờ, chích ngừa đó. Đau quá. Bữa ơi, thấy nắng ấm đó rồi đi. Sáng thì lạnh, chiều thì ấm, rồi nắng nóng, rồi tới tối là lạnh, mình đã dễ bị bệnh lắm, nó làm cho người mình cũng mệt mỏi luôn. Chưa hẳn là mùa xuân, nói mùa xuân thì cái này cũng chưa. Ngon. Cá này á, mà chợ Mỹ cũng có bán nha. Người Mỹ người ta không biết ăn á. Tại có đầu nè ha. Có đầu, có dãy cá, có đùm 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 hết. Người ta không biết thích ăn vậy.
đa số là người châu Á mình mua vô mình mua không. Bây giờ tan tiếng là chợ nào cũng vậy, nó bán đồ cho nước Á Châu. Nhiều khi hồi đó người ta có bán mà mình không biết, mình đi tìm mình mua ha. Nhiều khi người ta có mà mình không biết tìm, giờ tìm để mình mua. Giờ ớt rồi tương rồi chỉ có nước mắm là chưa thấy thôi nha, cái nước tương thì có rồi, ớt chay cũng có. Gạo thương quá. Không dám nói chuyện. Xương nào xương nấy dài 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 coi nè. Đó. Thấy không coi. Ngon lắm nhưng mà béo lắm. Cá chi phi hả? Cá rô phi. Cá rô phi hả? Đó, coi nè bà con. Thấy chưa? Xương á. Thấy gỡ nó ra. Trời ơi, cá này xương. Xương dài. Xương sợ luôn. Nè, dài. Thấy lửa ra. Không dám nói chuyện. Ừ, không dám nói chuyện. Nói chuyện sợ bị mắc xương. Giờ ăn qua cá này ha. Cá này thì nói chuyện được thoải mái. Rồi. Rồi cái này cũng mua ở chợ Mỹ nha mọi người. Chợ Mỹ thì chứ nhiều khi người ta bán nhiều cái loại cá ngon lắm à. Cũng giống như chợ châu Á mình thôi đó ha. Mà tại vì chỉ có một nhược điểm á, người Mỹ người ta không có thích ăn đầu, ăn xương, ăn này, ăn kia, ăn da. Người Mỹ đời nào nó ăn mấy con cá này. Mỹ là cứ cười lắm bà con. Cái câu á, câu chơi chơi vui vậy đó, thả xuống. Câu xong bởi đó. Người ta câu có nghĩa là giải trí thôi, chứ không phải như mình câu để ăn. Rồi câu cá đi thi nữa. Ai mà câu được con cá mà lớn nhất á, được thưởng á, người cái người ta cho hết là tặng quà ăn. Cái khác kia cái gì quên. Cá bự thì bự. Thôi về trên mấy cái câu đó con không có hứng thú. Không có hứng thú để ngồi mà kiên trì mà ngồi cái cầm cái cần câu gần cả mấy tiếng đồng hồ. Thôi cũng có. Không có thích giải trí cái món đó. Ông với đàn bà ai đi. Thấy cũng có nhiều người người ta đi chứ. Người ta đi đi với chồng con người ta này kia. Chồng. Ngồi nhớ lại suy nghĩ. Một năm đúng một ngày cái mùa Covid ha. Năm hơn. Thì chứ năm nay cũng còn bà con ơi, chích người chứ cũng có người bị đó. Không biết nó đâu mà sao nó cứ lãng giảng hoài vậy, không hiểu. Cái Covid mới á nha mọi người. Không hiểu nổi. Thấy ai đăng quên à? Nói là Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ gì đó. Bây giờ bùng phát cái loại Covid loại mới á. Thành ra thôi đi chích ngừa cái cho xong đi.
Chứ giờ nhà nước người ta đã cho rồi, mình không chích gì á hả, sau này mình bị bệnh là mình ráng mình chịu thôi. Thôi cũng nhiều tin đồn lắm, người thì nói chích tốt, người thì không tốt thôi. Nói chung á cũng bình thường, không có sao hết, nhưng mà chỉ đó đều từ cái bãi dai mình đi xuống, nó nhức, nó chịu không nổi mọi người ơi, nhức chịu không nổi, dở cái tay lên vậy, rồi mà muốn sụi xuống, dở lên sụi xuống. Mình chích mũi đầu rồi, chích mũi đầu 15, 11 ha, 11 tới tháng 5 á, mũi thứ nhì 3 tuần sau mới đi nữa. Mũi đầu 3 tuần sau nó mới cho mũi thứ hai, bây giờ người ta có cái loại thuốc cho con nít từ 16 tuổi á, từ 16 tuổi đến 25 tuổi đi chích được ha. Lúc trước á là lúc trước là người già với lại từ 40 trở lên ha. Bây giờ 16 đến 25 là đi chích được luôn á. Thằng con 16 tuổi mà không biết là có nên cho nó đi chích không? Sợ nó mệt. Ba của tụi nó thì không có muốn cho nó đi chích đâu. Không biết sao đây, để coi. Mình phải gọi vô cái chỗ mà bút giá đó, hỏi người ta. Giờ mà muốn đi chơi ở đâu á là phải có chích ngừa nó mới cho đi, còn không có là mất công phiền phức đó, phải ganh xin. Chứ lại giờ tất cả mọi người, người ta kêu gọi tất cả mọi người phải đi chích nó, thuốc nó có nhiều quá rồi, thành ra phải cái này có rượu ở trong đó, rượu nấu ăn chua chua ngọt ngọt ngon béo. Cá hồi cũng bé, cá ngon ngon. Ngọt không? Còn rau kìa, ngồi ngoài đi qua lấy rau. Rồi chặt cuốn hai cuốn nữa no rồi, trời ơi anh còn cá no quá, cái xương không mà thành ra không dám nói chuyện, cứ lựa xương ra. Ngon ăn vậy mà ăn nữa không con, lấy tao luôn chặt thôi. Ngon tối nay mình với chị Đại ăn cá hấp ha. Cá này kêu là cá gì không, thật sự không biết luôn nha. Mình cứ kêu cá rô phi vô cho rồi. Nó hình nó giống giống vậy, không phải. Có màu đen, cái dãy nó bự. Nhưng mà người ta làm á, là người ta móc cái ruột rà ra hết rồi. Rồi cái dãy cũng đánh dãy luôn, chỉ có điều á, chừa cá mang lại. Chừa mấy cái mang, cái vi cá đó người ta chừa lại, mình chỉ cắt thôi, rồi ấy ướp muối rửa sạch sẽ lại là xong ha. Vậy thôi, người ta bán á, người ta bỏ vô cái bịch á, người ta hút chân không ra, hút cái e ra đó, thành ra tới lúc mà bỏ vô đủ tủ lạnh á, nó giữ lâu lắm, bền lắm. Nó làm từng con vậy đó. Ép từng con
ngon, thơm lắm mọi người. Rồi nước 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 chan vô cá đó. Làm cái loại mà seafood seafood sauce đó. Rồi cái mình xào chung, bỏ chút giọt hào vô rồi nước sốt đó, rồi bỏ chút rượu á, rượu nấu ăn bỏ vô. Mọi người làm thử đi, nấu cơm hay chiên cơm hay là gì bỏ chút rượu nấu ăn vô ngon lắm, thơm lắm. Mình chan lên cá thôi, cá vừa lấy hấp xong ra bỏ vô chan cái nước đó lên là xong. Rồi còn cá này nè, cá sa mình á thì mình ướp với lại gia vị á, gia vị tỏi tiêu ớt rồi này kia, cái mình ướp càng lâu càng thấm, cái chiên lên rồi là cuốn ăn thôi. Cái này vậy chứ ngày mai ăn cơm ngon lắm, chị Đại nấu nồi canh bí nữa là mai ăn với cơm với canh là thấy ngon. Cảm ơn mọi người đã coi trên kênh Son Son TV Channel nha, không quên đăng ký và bấm chuông cho mình để mỗi khi mình có YouTube mới đó, YouTube sẽ báo video mới YouTube sẽ báo cho mọi người biết ha. Cảm ơn mọi người. Để chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha, một ngày mới an lành. Cảm ơn mọi người. Bye, have a good night.